Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh HTV7 từ 19 giờ tối nay gồm có những tiết mục sau đây. 19 giờ chương trình Khuấy động nhịp đam mê, 19 giờ 30 phút Bé khỏe bé ngoan, 19 giờ 50 phút Thế giới 24 giờ, 20 giờ Chung sức, 21 giờ Chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút Ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 20 phút Nốt nhạc vui, 22 giờ 15 phút Tin trong nước, 22 giờ 30 phút Sinh tồn nơi khắc nghiệt, 23 giờ 10 phút Ca nhạc giai điệu quê hương, 23 giờ 40 phút Tin cuối ngày, Tin thế giới, Tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 30 tháng 7 gồm có 0 giờ 5 phút Câu lạc bộ thể thao nữ thế giới, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Tiếng hát bên sông Hàn tập 47, 1 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới gồm 2 giờ Thời trang và cuộc sống, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Tôi là ngôi sao tập 26, 3 giờ 20 phút ca nhạc dân tộc giai điệu quê hương, 3 giờ 50 phút khám phá không thể chẩn đoán đe dọa vô hình phần 2. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Hãy đến công viên nước Đầm Sen trong mùa hè này để tận hưởng những cảm xúc thăng hoa từ các trò chơi và mang về nhiều giải thưởng như xe Elizabeth, máy laptop HP, bộ máy vi tính, màn hình vi tính và nhiều giải thưởng.